Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2014. Tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn trên sông biển. Nông dân phường Yên Giang tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với tấm gương thương binh tàn nhưng không phế, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn toàn văn nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách thị xã năm 2014. Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Yên khóa 18 kỳ họp thứ 8, căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004, căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002, căn cứ Nghị định số 73 ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Sau khi xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2014, tờ trình số 669 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên về việc phân bổ, bổ sung dự toán ngân sách năm 2014, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội và các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã. Quyết nghị, điều 1, điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2014. 1. Dự toán thu ngân sách thị xã. Bổ sung tăng dự toán thu ngân sách thị xã năm 2014 là 15.530.910.150 đồng từ nguồn thu kết dư ngân sách năm 2013 chuyển sang năm 2014. 2. Dự toán chi ngân sách thị xã. Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2014 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2013 chuyển sang năm 2014 là 15.530.910.150 đồng, gồm các nhiệm vụ chi sau đây. Trả nợ thanh toán tồn nợ công trình xây dựng cơ bản và bổ sung thanh toán công trình đã có khối lượng hoàn thành còn tồn nợ là 13.280.000.000 đồng. Sửa chữa cải tạo và đầu tư xây dựng công trình cấp thiết và bổ sung khác năm 2014 là 2.250.000.000 đồng. Trích nguồn dự phòng ngân sách năm 2014, bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán giao 6 tháng đầu năm là 5.450.141.000 đồng. 3. Cắt giảm, đình hoãn giãn tiến độ công trình xây dựng cơ bản năm 2014. Xác định điểm dừng kỹ thuật để đình hoãn giãn tiến độ công trình đang thi công dở dang nhưng chưa thực sự cấp thiết do không có khả năng cân đối vốn. Để tiếp tục thực hiện tiến độ đề ra là một dự án, dừng kỹ thuật hạng mục phần mặt bằng áp phanh, công trình sửa chữa, cải tạo đường giao thông liên xã Cộng Hòa, Hiệp Hòa. Số vốn cắt giảm là 13.185.000.000 đồng. Điều 2. Hội đồng Nhân dân thị xã giao, Ủy ban Nhân dân thị xã xây dựng biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo nhiệm vụ chi. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 18 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày thông qua. Chủ tịch Lê Xuân Tặng đã ký. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, thị xã tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý trật tự đô thị tháng 7 năm 2014. Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã tới dự và chỉ đạo buổi giao ban. Trong tháng 7 năm 2014, thị xã đã cấp được 52 giấy phép xây dựng. Như vậy, tính đến tháng 7 năm 2014, thị xã đã cấp 357 giấy phép xây dựng, đạt 137,8% so với cùng kỳ. Nhìn chung, nhân dân đã có ý thức lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng trước khi triển khai xây dựng công trình. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị đã phát hiện 18 trường hợp xây dựng nhà ở chưa có giấy phép xây dựng. Trong công tác quản lý, vỉa hè lòng đường ở một số địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác vệ sinh lòng đường, vỉa hè khu vực trung tâm chưa được quan tâm. Việc một số bộ phận dân chiếm dụng lòng lề đường làm nơi tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng vẫn còn diễn ra phổ biến. Các phương tiện xe khách dùng lòng đường làm nơi đón khách, trả khách vẫn chưa được chấn chỉnh. Kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các địa phương phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng làm hỏng kết cấu vỉa hè và các hạ tầng kỹ thuật đô thị, chấm dứt ngay hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ, buôn bán vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, niêm yết công khai các danh mục, nội dung của công tác cấp phép xây dựng để mọi người hiểu và thực hiện.
Ngày 8 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an thị xã năm 2014 đã tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn trên sông biển năm 2014 tại khu vực Cống Vông, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La. Là thị xã ven biển nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Ninh, thị xã có hai con sông lớn chảy qua là sông Rút và sông Chanh, chia thị xã thành hai khu vực Hà Bắc và Hà Nam. Đây là điều kiện thuận lợi cho địa phương về hoạt động giao thông đường thủy, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai bão lụt, gây thiệt hại cho người và của. Về thực hành chiến đấu, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã sử dụng lực lượng dân quân tự vệ tham gia cứu hộ cứu nạn trên sông, trên biển. Tình huống giả định được đặt ra là 13 giờ ngày 8 tháng 8 tại khu vực Cống Vông, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La đã xảy ra lốc xoáy làm đắm một tàu chở khách và một tàu vận tải hàng hóa trên đường đi tránh bão thì gặp nạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị thị xã tăng cường lực lượng hỗ trợ để cứu hộ cứu nạn. Các lực lượng chức năng của thị xã đã hiệp đồng triển khai phương án tác chiến, đồng thời sử dụng lực lượng tại chỗ của xã Cẩm La, phường Nam Hòa, Phong Cốc, Yên Hải, bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế nhanh chóng cơ động thực hiện cứu hộ cứu nạn phương tiện, người và tài sản tại nơi xảy ra sự cố, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thông qua diễn tập thực tế, các cấp các ngành, các xã phường trên địa bàn thị xã sẽ nâng cao hơn ý thức trong triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ khi mùa mưa bão đang đến gần. Đây cũng là nội dung kết thúc chương trình diễn tập chiến đấu trị an cho cụm dân quân tự vệ số 5. Kết thúc diễn tập, Ủy ban nhân dân thị xã đã khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu trị an năm 2014. Cũng trong ngày 8 tháng 8, Hội nông dân phường Nghiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2014. Thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong 3 năm qua đã có 47 hộ nông dân ở phường thoát nghèo, hiện tại phường chỉ còn 10 hộ nghèo, số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2013, phường có 457 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm tỷ lệ trên 91% tổng số hội viên. Để tạo điều kiện cho nông dân phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, hội đã phối hợp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn. Đã có gần 800 lượt hội viên được vay số tiền trên 11 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng thời, hội còn thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng vật nuôi đến hội viên, vận động hội viên giúp đỡ hộ nghèo trong sản xuất và đời sống. Qua đó đã hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ nghèo với số tiền gần 50 triệu đồng không lấy lãi, 400 mẻ công, 455 kg thóc giống và 2.000 cây giống các loại. Tại hội nghị, các ý kiến tham gia phát biểu tham luận của hội viên tập trung vào các nội dung như kinh nghiệm phát triển mô hình trồng rau hoa, mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng, cách thức để sản xuất bền vững mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp. Nhu cầu để phát triển mở rộng mô hình như việc hỗ trợ về vốn vay, tiếp tục được chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào mô hình sản xuất của hộ gia đình. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng cho 25 hộ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của phường giai đoạn 2011-2014. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, loại tội phạm trộm cắp tài sản nổi lên gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, Công an thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Và chỉ trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 8 tháng 8 năm 2014, Công an thị xã đã bắt khẩn cấp 6 nhóm đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng gồm Nguyễn Hắc Thế, Bùi Văn Viên đều trú tại phường Cộng Hòa, Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Văn Linh, Vũ Văn Hưng trú tại phường Quảng Yên và Lăng Văn Dũng trú tại Minh Thành. Đây là nhóm đối tượng có hoạt động trộm cắp nổi cộm thời gian gần đây, gây bức xúc cho nhân dân trên địa bàn. Nhóm này đã tổ chức 22 vụ trộm cắp từ năm 2013 đến nay. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an tiến hành thu giữ rất nhiều tang vật, gồm 2 TV, 8 laptop, 5 xe máy, hơn 10 điện thoại di động, đồng hồ, trang sức. Ước tính tổng giá trị tài sản trộm cắp khoảng 150 triệu đồng. Hiện Công an thị xã đã khởi tố 6 đối tượng trên với các tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Trong thời gian tới, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tội phạm trộm cắp chưa có chiều hướng giảm. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, Công an thị xã tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh chấn áp mạnh loại tội phạm này. Thưa quý vị và các bạn, trở về cuộc sống đời thường sau khi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, để lại một phần xương máu nơi chiến trường, nhiều thương binh vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thương binh Nguyễn Ngọc In ở thôn 3 xã Hoàng Tân là một trong những thương binh biết vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi và là hộ gia đình thương binh tiêu biểu trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Bị trúng mìn bộc phá vào đầu năm 1983 trong khi tập trận ở khu vực Đầm Mát, xã Vĩnh Thực, huyện Hải Ninh, Móng Cái, mất cánh tay trái, hỏng mắt trái và toàn thân bị bỏng với tỷ lệ thương tật trên 81%. Sau khi rời quân ngũ trở về phục viên để có thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống kinh tế gia đình,
Với cánh tay và sức lực còn lại, ông đã cố gắng lao động để có thu nhập. Năm 1993, được nhận đấu thầu trên 4 hectare đầm của hội cựu chiến binh xã, ông tập trung vào cải tạo đầm thả nuôi tôm, cua và nuôi hà. Trong đó, gia đình ông dành ra trên 1.000 m2 nuôi hà treo dây. Thực hiện cái lời nói của Hồ Chủ tịch là thương binh tàn như thế. Thế bản thân tôi xác định rõ là ngoài những lúc bệnh tật ốm yếu ra, còn những lúc mạnh khỏe bình thường thì tôi vẫn cùng với vợ con tham gia như là lao động sản xuất. Nói ví dụ như là ấy là vẫn làm đầm thả cua thả cá, hoặc là như là ấy là treo hà thả dây ở ngoài như là ấy đó bãi thủy triều, để như là góp phần thu nhập thêm cặp với kinh tế của gia đình, để như là nó bớt được cái phần khó khăn sinh hoạt của gia đình. Không chỉ có nghị lực vượt khó, ông còn luôn gần gũi, cởi mở, nhiệt tình, thân thiện với mọi người xung quanh nên được nhiều người quý mến, nể phục. Động viên ông cùng gia đình cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cấp ủy chính quyền xã Hoàng Tân đã quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách và tạo điều kiện cho gia đình ông mở rộng mô hình kinh tế, tăng thu nhập. Tuy nhiên là một thương binh nặng 1/4, nhưng mà cũng đồng chí In cũng rất là vươn lên để lao động sản xuất. Đấy, tuy nhiên là một trong những thương binh tàn như phong phế, thì ở đây thì đối với các vị đảng chính quyền địa phương cũng đã rất là tạo điều kiện cho đồng chí In một số cái ao hồ mặt nước để cho đồng chí tạo để nuôi sản xuất, đấy, để phát triển kinh tế trong gia đình. Thì ở đây đồng chí In tuy nhiên là một trong những thương binh nặng, nhưng mà cũng là một tấm gương để cho mọi người noi theo học tập. Đau nhức cơ thể mỗi khi cháy gió trở trời, sức khỏe ngày càng yếu và đôi mắt không còn minh mẫn. Nhưng với thương binh Nguyễn Ngọc In, dù chỉ còn chút sức lực thì ông vẫn phải lao động, bởi lao động khiến cho tinh thần ông được thoải mái và ông thấy mình là người có ích, vì không chỉ giữ vai trò trụ cột trong gia đình mà còn góp phần xây dựng quê hương Hoàng Tân ngày càng giàu đẹp. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Thị xã Quảng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.